Trung Quốc bán vũ khí cho cả Nga lẫn Ukraine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phân biệt đối xử trong hàng ngũ lực lượng Ukraine đã đem lại cho họ trái đắng. Thất bại mới nhất ở Chasovja có liên quan đến thói quen làm việc vô kỷ luật và thiên vị của các quan chức quân đội nước này. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó trong video ngày hôm nay. Nga tấn công sân bay dành cho F-16 Lữ đoàn số 67 của Ukraine bất tuân mệnh lệnh. Thời điểm này, Nga đang nỗ lực tấn công sâu vào hậu phương Ukraine. Ngày hôm qua thì khu vực sân bay nằm ở ngoại ô Staro thuộc vùng Kamenitsky đã bị nhắm tới. Nhưng sân bay Staro Konstantinov thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Nga, đặc biệt là từ khi có thông tin rằng cảng hàng không máy bay này đang chuẩn bị để tiếp nhận F-16 thế hệ thứ tư. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris tin rằng bằng việc tấn công sân bay quân sự ở Staro Konstantinov, thì Nga đang gửi tín hiệu tới NATO rằng họ sẽ phá hủy F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Thiệt hại đối với sân bay có thể làm chậm quá trình cung cấp F-16. Trước đó, vào cuối tháng 3, Nga đã pháo kích vào sân bay Martinovsky ở gần Nikolaev, nơi có các đơn vị Ukraine và sự tập trung của các thiết bị phương Tây. Trong khi đó, tình hình ở tiền tuyến lại xấu đi trông thấy. Tại Chasovja, hôm qua Nga đã chiếm thêm được 1,5 km ở phía đông thị trấn này. Tuy nhiên, trọng tâm của chảo lửa này tập trung vào thông tin quân phòng thủ Ukraine đã mất vị trí hai bên sườn Chasovia. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 67 chấn giữ nơi đó đã buộc phải rời khỏi vị trí. Lực lượng lục quân Ukraine thừa nhận là họ đã thất bại và để lộ hai bên sườn dẫn đến các tiểu đoàn khác bị thiệt hại nặng nề. Tờ Brada của Ukraine đưa tin, Bộ Chỉ huy nước này đã tìm ra nguyên nhân vụ việc. Hóa ra hai lữ đoàn cơ giới độc lập số 67 thuộc quân đoàn tình nguyện Ukraine Rice right những quân nhân đóng vai trò trụ cột đã được chuyển tới những đơn vị khác. Tại mặt trận chỉ còn lại những tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu. Rice right là một lực lượng dân quân đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính Maidan vào năm 2014, dẫn đến sự lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. Trước đó vào khoảng một năm, thì Rice right Sector đã bị coi là tổ chức tội phạm ở Ukraine, và chính quyền Kiev đã tính đến việc tước vũ khí cấm tổ chức này hoạt động vì tấn công uy hiếp quốc hội vào tháng 3 năm 2014. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, tức là tháng 5 năm 2014, thì Right Sector đã trở thành lực lượng nòng cốt trong quân đội Ukraine sau khi chính phủ thân phương Tây được dựng lên tại Kiev. Quay trở lại thời điểm hiện tại, những chiến binh Right Sector dày dặn kinh nghiệm không còn muốn làm bia đỡ đạn. Cho nên, các sĩ quan của họ đã đưa những người mới được huy động ra tiền tuyến. Và theo như kết luận điều tra thì việc điều chuyển các tân binh thiếu kinh nghiệm để chiến đấu này đã khiến Kiev bị mất thêm lãnh thổ. Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng hé lộ rằng trong nhiệm kỳ của cựu tổng tư lệnh tướng Zaluzny, Bộ Tổng Tham mưu đã cho nhà lãnh đạo quân đoàn này một số đặc quyền trong việc điều phối quân sự. Nó có nghĩa là dưới thời của ông Zaluzny, sĩ quan chỉ huy lữ đoàn 67 đã được cho phép thực hiện chính sách phân biệt đối xử, coi trọng chiến binh right Sector và coi nhẹ mạng sống của các tân binh. Điều này là hoàn toàn hợp lý vì tướng Zaluzny cũng là một người rất nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu mà phía Nga gọi là tân phát xít. Bức ảnh chụp tướng Zaluzny với lá cờ đỏ và đen của OUN NUAP. Trong đó, OUN là tổ chức của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine, mà lực lượng chiến đấu nòng cốt là quân đoàn khởi nghĩa Ukraine gọi tắt là UPA. Hai tổ chức này đã hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và có liên quan đến vụ thảm sát người Do Thái, người Ba Lan và người Ukraine. Giống như các nhóm tân phát xít khác ở Ukraine như là Azov và DUK, thì Right Sector đã được điều động đến chiến đấu khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022. Các nhóm cực đoan này đã xâm nhập vào nhiều đơn vị khác nhau trong quân đội Kiev. Tờ Prada viết như sau, vào năm 2023, quân đoàn tình nguyện Ukraine được chia thành hai bộ phận một là bộ phận gia nhập lực lượng tác chiến đặc biệt và bộ phận còn lại thành lập lữ đoàn cơ giới độc lập số 67. Vào tháng 2 năm 2024, một phần của tiểu đoàn sói Davisi được điều chuyển từ lữ đoàn 67 sang lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59. Khi tướng Sisky lên nắm quyền thay thế tướng Zaluzny thì việc cải tổ các lữ đoàn theo tân phát xít là một nhiệm vụ rất khó khăn. Bởi vì đơn giản, ông Sisky được sinh ra ở Nga và có nhiều mối liên hệ với nước Nga, trong khi tiểu đoàn Rice right Sector hay Azov lại bài Nga dữ dội. Sau cuộc điều tra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bắt đầu giải tán lữ đoàn số 67 do gây ra nhiều tổn thất tại chiến trường. Họ kết luận rằng chính việc phân biệt đối xử của Rice right Sector với các tân binh được cho là đang làm suy yếu tinh thần của các đơn vị chiến đấu trên hướng trà Những lực lượng còn lại của lữ đoàn số 67 đã được phân tán và tổ chức thành các đơn vị phòng thủ nhỏ ở tiền tuyến hoặc bổ sung cho các đơn vị khác chiến đấu trên khu vực này. Tất nhiên là có nhiều người trong số họ không chấp hành mệnh lệnh mới và họ đòi được rút lui khỏi khu vực tiền tuyến. Có một điểm đáng chú ý là trước khi lữ đoàn 67 bị giải tán, lữ đoàn xung kích số 3, chủ yếu là các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov thiện chiến, cũng đang ngang nhiên bất tuần mệnh lệnh hai lần và từ chối tiếp viện cho Chasovia. Có thể nói trong bối cảnh quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, thì hành động bất tuân mệnh lệnh của hai lữ đoàn số 3 và số 67 vốn được đánh giá là thiện chiến nhất đang khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là vấn đề nan giải duy nhất mà chính quyền Kiev đang gặp phải. Cuộc chiến điện năng có nguy cơ đẩy Ukraine vào cửa tử Trong khi phương Tây đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình về Ukraine tại Thụy Sĩ, thì để làm rõ mục đích của cuộc chiến này, ông Putin đã ra lệnh cho đại sứ của mình là Vasily Nebendia nói rõ thông điệp của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 4 như sau. Rất sớm thôi, chủ đề duy nhất của các cuộc họp quốc tế ở Ukraine sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của chế độ Kiev. Cùng từ chế độ Kiev đầu hàng vô điều kiện có nghĩa là sự thất bại quân sự toàn diện của lực lượng Ukraine và các lực lượng nước ngoài khác trên lãnh thổ Ukraine, cũng như hoạt động ly khai của các thành phố ở miền Đông, sự giải trừ quân bị và phi quân sự hóa Ukraine. Đại sứ Nebenja đưa ra thông báo của mình vào tối ngày 11 tháng 4 theo giờ Kiev, tức là chỉ vài giờ sau khi nhà máy nhiệt điện Tripilia bị phá hủy bởi tên lửa mới của Nga KH-69. Tổng thống Zelensky đang thông qua các phương tiện truyền thông để vận động quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ mới. Vì vậy mà ông cuối cùng cũng phải thừa nhận tình hình thảm khốc hiện tại như sau. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ đơn giản. 11 tên lửa đã được phóng về phía nhà máy nhiệt điện Tripilia, nơi cung cấp điện ở khu vực Kiev. Chúng tôi đã chặn được 7 quả đầu tiên, nhưng 4 quả còn lại thì đã đánh trúng nhà máy. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không còn tên lửa nào nữa, chúng tôi đã sử dụng hết số tên lửa bảo vệ Tripilia. Tổng thống Zelensky đã sử dụng những con số này để một lần nữa kêu gọi đồng minh hãy cung cấp khẩn cấp các loại vũ khí mà Kiev cần, đặc biệt là các bệ phóng và tên lửa phòng không. Ông nói, thành thật mà nói, nếu không có sự trợ giúp này, chúng ta sẽ có rất ít cơ hội chiến thắng vì chúng ta cần phải mạnh hơn đáng kể so với đối thủ. Tỷ lệ đạn pháo hiện nay là 1 trên 10. Liệu chúng ta có thể chịu đựng được lâu hơn nữa hay không? Tất nhiên là không. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn vào bản đồ này. Chúng ta có thể thấy các mục tiêu trong chiến tranh điện năng vừa qua. Nó trải rộng từ miền Tây với Lviv, Kiev, miền Nam Zaporizhia, Odessa, cho đến Đông Bắc bao gồm Kharkov. Tổng thống Zelensky đã thừa nhận do thiếu hệ thống phòng không, cho nên chỉ cần một đợt tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình giá rẻ của Nga thì cũng đủ để gây thiệt hại cho bất kỳ một mục tiêu nào. Việc Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa KH-69 với chi phí thấp hơn nhiều lần so với KH-101 và KH-555 để tấn công nhà máy nhiệt điện Tripilia cho thấy việc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể đạt đến một cấp độ mới. Ba trong số nhà máy nhiệt điện bao gồm Zimevkaya, Prinevkaya và Krivoi Zipka hiện tại đều nằm trong tầm bắn của tên lửa KH-69. Đáng chú ý là một phần đáng kể của nhà máy nhiệt điện và thủy điện tại Dnipro đã bị tấn công vài lần trong những tuần qua. Tác động tích lũy của các cú đánh này sẽ tiếp tục làm dung chuyển mạng lưới năng lượng. Kiev đã mất 1,8 triệu kW do nhà máy nhiệt điện Tripilia bị tấn công và tình trạng thiếu điện nói chung là cực kỳ nghiêm trọng. Thực tế, các nhà máy nhiệt điện cũng như thủy điện ở Ukraine đóng vai trò trong việc cân bằng năng lượng. Việc phá hủy nhóm nhà máy này sẽ khiến Ukraine không còn nguồn điện ổn định trong hệ thống điện ở miền Đông và miền Trung. Số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, công suất điện trước chiến tranh của Ukraine đạt đỉnh điểm vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 là 21,91 GW. Số liệu được công bố vào ngày 27 tháng 10 năm 2022, tức là khi cuộc chiến diễn ra được khoảng 8 tháng thì cho thấy Ukraine chỉ sản xuất được một nửa lượng điện trên, còn công suất trước khi nga tấn công các cơ sở năng lượng ở thời điểm hiện tại thì đã chỉ còn 7,8 gigawatt. Nhập khẩu điện của Kiev từ các nước láng giềng EU cũng đã đạt đỉnh vào ngày 26 tháng 3 với mức là 18.649 megawatt một giờ và nó chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu điện trong nước. Nhiều khả năng là các quốc gia NATO giáp biên giới với Ukraine sẽ không còn đủ sức để tăng nguồn cung cấp điện cho Kiev, ngay cả khi có bổ sung thêm các nguồn điện mới từ các quốc gia vùng Baltic. Truyền thông châu Âu báo cáo rằng vào năm 2023, lượng nhập khẩu điện của Ukraine từ EU đã tăng gấp đôi năm 2021, lên tới 935 triệu kWh. Chiến dịch tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây ra tổn thất rất lớn cho Ukraine. The Financial Times dẫn lời các quan chức năng lượng của nước này cho biết, họ có 3 lựa chọn. Một là sửa chữa hư hỏng đưa các hệ thống trở lại mức nhu cầu bình thường và bổ sung các nguồn năng lượng thay thế bằng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Thứ hai là sử dụng năng lượng tái tạo tại địa phương từ năng lượng mặt trời và gió. Thứ ba là bảo vệ các hệ thống điện bằng cách bổ sung thêm hệ thống tên lửa Patriot. Truyền thông phương Tây viết rằng sau vụ tấn công nhà máy điện Tripilia, thì Kiev đã điều thêm lực lượng phòng không tới bảo vệ. Nhưng mà cho dù nhà máy được hệ thống phòng không tối tân nào bảo vệ, thì nó cũng đã bị vô hiệu hóa mất rồi. Hiện tại thì Nga vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công mới ở phía Tây nhắm vào các nhà máy điện tại khu vực Lviv và nhà máy ở khu vực ivano frankivsk cũng như các kho chứa khí đốt ngầm rộng lớn ở phía Tây. Với tình hình này, Kiev khó có thể lấp đầy được lỗ hổng năng lượng. Nếu như người Nga tiếp tục tấn công các hệ thống truyền tải và phân phối điện, cũng như những cơ sở sản xuất, vận chuyển và lưu trữ khí đốt, thì kết quả tất yếu sẽ dẫn đến sự sụp đổ cho toàn bộ hệ thống lưới điện và hệ lụy là xã hội Ukraine cũng sẽ sụp đổ theo. Trung Quốc bán vũ khí cho cả Nga lẫn Ukraine. Trong bối cảnh Ukraine thiếu trầm trọng vũ khí, đặc biệt là các hệ thống tên lửa phòng không để chống chọi lại các cuộc tấn công của Nga, thì truyền thông phương Tây lại rộ lên tin rằng Trung Quốc đang hỗ trợ đáng kể cho Nga để mở rộng khả năng sản xuất vũ khí. CNN vào hôm 12 tháng 4 dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cho biết rằng, Trung Quốc đang giúp Nga tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình ở quy mô lớn, bao gồm số lượng đáng kể các công cụ động cơ máy bay không người lái và động cơ phản lực cũng như công nghệ tên lửa hành trình. Vi điện tử và nitrocellulose mà Nga sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho vũ khí. Đồng thời, họ cho biết thêm rằng cả Trung Quốc và Nga cũng đang hợp tác để đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái ở Nga. Bất cứ ai theo dõi cuộc chiến này thì đều biết, UAV đã trở thành loại vũ khí lợi hại gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng cuộc chiến ở ukraine đã bộc lộ những thiếu sót đáng kể trong ngành công nghiệp máy bay không người lái của mỹ các uav cỡ nhỏ do mỹ sản xuất đang gặp hàng loạt các vấn đề trên chiến trường chúng tác chiến kém hiệu quả khi liên tục trệch hướng và đi lạc do bị hệ thống tác chiến điện tử của nga gây nhiễu các binh sĩ ukraine trên tiền tuyến và các quan chức kiev cho biết rằng uav do mỹ sản xuất có giá thành đắt hay gặp trục chặt và khó sửa chữa tờ wall street journal nhận định là các công ty mỹ đang biến mất tại ukraine trong một cuộc chiến mà UAV cỡ nhỏ đóng vai trò rất quan trọng, chúng bị thay thế bởi các công ty Trung Quốc. Ukraine đã lựa chọn các khổng lồ sản xuất UAV của Trung Quốc là công ty SSDGI Technology. Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã liệt DGI vào danh sách đen bị trừng phạt thương mại. Hai năm sau, vào năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấm mọi giao dịch với DGI do cáo buộc công ty này có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Và điều chớ trêu đó là Ukraine ngày nay lại đang dành một phần lớn số tiền viện trợ của Mỹ để mua máy bay không người lái DJI. Thêm nữa, chính quyền Kiev đang đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất máy bay không người lái nội địa khi tuyên bố sẽ sản xuất một triệu chiếc trong năm này. Sau đó, Ukraine sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu các bộ phận linh kiện của Trung Quốc. Rõ ràng rằng các vấn đề trục trặc với máy bay không người lái của Mỹ không chỉ là điểm yếu cho an ninh quốc gia mà nó còn gây tổn thất cho nền kinh tế Mỹ. Ukraine sử dụng khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng mà lẽ ra các đơn hàng này phải thuộc về công ty Mỹ thay vì là Trung Quốc. Như vậy, Bắc Kinh hiện là bên hưởng lợi nhiều nhất khi kiếm được tiền từ cả hai bên tham chiến là Nga và Ukraine. Ngoài ra, cuộc xung đột tại Đông Âu và Trung Đông càng ác liệt, càng kéo dài thì Trung Quốc sẽ càng khẳng định được vị thế của mình, bởi vì bên nào cũng muốn Bắc Kinh làm trung gian hòa giải. Nhưng mà động thái quân sự mới nhất của Mỹ cho thấy chính quyền ông Biden đang thực thi lại các chính sách giống với thời Trump. Họ đang chuẩn bị dục dịch xoay trục trở lại châu Á, một khi cuộc chiến ủy nhiệm NATO-Nga ở Ukraine kết thúc. Mỹ thắt chặt thòng lọng xung quanh Trung Quốc Mọi thứ đang được sắp đặt để Nhật Bản tham gia vào dự án của Liên minh AUKUS. Đây là một liên minh an ninh quốc phòng mới ba bên, gồm có Mỹ, Anh, Australia, nhằm tăng sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Thái Bình Dương nhằm đối phó với Trung Quốc. Các dự án của liên minh này bao gồm tăng cường năng lực về AI, vũ khí siêu thành tác chiến điện tử, phương tiện không người lái dưới nước, công nghệ lượng tử và radar theo dõi không gian. Đây cũng là các vấn đề được Bộ trưởng Quốc phòng của khối bày tỏ sự quan tâm trong cuộc họp chung hôm 8 tháng 4 vừa qua. Tuyên bố của AUKUS được công bố ngay trước chuyến đi của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tới Mỹ trong tuần này. Trong đó nhà lãnh đạo nhật bản đã mô tả bước ngoặt lịch sử nơi ông tham gia vào hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên với philippines cnn đưa tin về cách mà ba bên đang có những tranh chấp riêng với trung quốc liên kết lại với nhau đó là nhật bản đài loan và philippines trong đó nhiều khả năng nhật bản sẽ triển khai quân đến philippines mục tiêu của mỹ là muốn nhật bản và philippines sẽ trở thành các đối tác theo kiểu aukus cộng nhằm củng cố chuỗi đảo đầu tiên từ nhật bản đài loan đến philippines thông qua các biện pháp hợp tác đa phương. Nhật Bản và Philippines thì vốn đã là các đối tác phòng thủ chung của Mỹ, cho nên đương nhiên Mỹ rất muốn hai nước này tăng cường hợp tác quân sự song phương. Về phía Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã xác nhận gần đây rằng lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ đang huấn luyện quân đội Đài Loan trên đảo Kinh Môn, chỉ cách Trung Quốc 6 dặm. Nó cho thấy nhiều khả năng là Mỹ đang củng cố ảnh hưởng quân sự ở đó để có thể can thiệp bảo vệ Đài Loan nếu như xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và hòn đảo này. Với việc Nhật Bản và Philippines sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự song phương thì rất có thể hai quốc gia này cũng sẽ liên kết với Đài Loan để cùng tham gia nhằm đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh tại biển Đông và Hoa Đông. Tuy nhiên, quá trình xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương của Mỹ lại phụ thuộc vào các biến số khác, trong đó có việc chảo lửa Trung Đông có bùng nổ hay không, hay là Nga và NATO liệu có đối đầu trực tiếp tại Ukraine một khi xảy ra những tính toán sai lầm giữa các bên hay không có thể nói rằng dưới thời của ông biden thì thật khó để có thể xác định được các đường nét rõ ràng trong chiến lược của washington và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo